Kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết trên địa bàn toàn tỉnh đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh là từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước tại các trạm trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, ngày mai 28 tháng 12, ở khu vực phía bắc của tỉnh, mực nước ở khu vực này đã đạt đỉnh năm và tiếp tục xuống chậm. Theo đó, tại trạm Mộc Hóa, mực nước dự báo vào ngày mai là 0,86m, tại trạm Tân Hưng là 1,12m, riêng trạm Vĩnh Hưng mực nước được dự báo là 1,20m, ở trạm Hưng Điền B là 1,27m và 1m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam, mực nước lên theo kỳ triều cường rằm tháng 11 âm lịch. Trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều trong thời gian từ 22 giờ đến 0 giờ và 8 giờ đến 10 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An dự báo mực nước ngày mai là 1,20m và đây cũng là mực nước được dự báo ở trạm Bến Lức. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong thời gian từ 22 giờ đến 0 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Những nhiễu động trên cao vẫn còn duy trì, gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, đêm nay khu vực này không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Về trưa, trời nắng ráo, đến chiều tối mai sẽ có mưa rào kèm theo dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 22 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Ở miền Tây Nam Bộ, khu vực này đêm nay cũng không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Ban ngày trời nắng ráo, nhưng đến chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.